Anh em nhé, chia sẻ anh em một thước phim Kiệu quay dưới trời mưa. Đây là lễ hội ở xã Minh Khai. Đây là may mắn đấy, mưa này là may mắn đấy. Mưa là đang trong tiết trời tháng 5, rất là oi bức. Các phù giá phim Kiệu rất vất vả nhưng mà lại thêm mưa nữa trên đường Kinh Kiệu này, rất là mát mẻ. Đây là mấy kiệu của Long Đình thì anh em khinh trước rồi. Đây là kiệu mẫu và chị em phụ trách. Con này đổi mũ lên khẩu trang của con đâu? Mẹ bảo rồi. Rồi xuống rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó nhẹ, phần lên nó nặng. Thử lên lại xuống à? Chắc xuống lên bên này đấy, lên bên này đấy. Thưa quý vị, anh chị, các bạn, chúng tôi đang ở trong khu vực sân trường trung học cơ sở Minh Khai. Và trong khuôn viên ở đây thì trước cửa là một cái hồ lớn. Tôi có gặp thầy Hoàng Thọ Sản, nguyên là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Minh Khai. Và thầy ơi, em chào thầy nhé. Vâng, chào cô Viên ạ. Vâng, lâu lắm rồi em mới được gặp lại thầy. Dạ, vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Thầy ơi, lễ hội làng Bình năm nay tổ chức đông vui quá thầy nhỉ? Dạ, cảm ơn phóng viên là lễ hội của đình làng hội là 2 năm tổ chức một lần. Dạ. Rất là đông vui. Dạ. Và khắp nơi khách tứ phương trở về dự hội lễ ngày 9 mùng 10 dạ. âm lịch tháng 4. Dạ. Thầy ơi, những năm trước đây thì kiệu hội làng mình có xuống nhau như này không thầy? Dạ vâng, hàng năm cứ vào ngày mùng 9 thì lễ hội sau khi khai mạc xong thì hội tổ chức rước kiệu và dạ. kiệu thì xuống ao và xuống lên lại xuống lại lên dạ, vâng. nhiều lần, ao thì rất là sâu dạ, nên là kiệu quay ở dưới ao thì rất là sung sướng. Việc kiệu quay ở trên bờ và lội ở dưới hồ ao như này thì nó có liên quan gì đến tích xưa không hay là chỉ là góc độ tâm linh thôi hả thầy? Dạ vâng, có cả hai sự tích ạ. Và vâng. ở đây trước kia vừa là cái khu tâm linh nhưng đồng thời cũng là có cái sự tích. Và vâng. Ở đây là em được biết là lễ hội đình làng hội là thờ hai vị thành hoàng từ thời Hai Bà Trưng đúng không thầy? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. Thế là hội mình là thường thường hàng năm là bao nhiêu năm tổ chức một lần thầy? Phóng viên là 2 năm tổ chức một lần. Dạ. Dạ, và vào đều vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch. Dạ vâng ạ. Lễ hội truyền thống ạ. Dạ vâng, lễ hội truyền thống ạ. Vâng, đúng vui quá. Vâng, em cảm ơn thầy nhá. Vâng, xin cảm ơn thầy. Sâu nhỉ, dưới cao mát lên nóng bờ nóng. Đâu? Lắm nào? Ôm chi á? Đâu đưa đây cho.